Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão, tại chùa Phật Ân số 5 đường Ngô Quyền, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh trọng thể tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023 và tất niên trường Trung cấp Phật học Tiền Giang. Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Giám hiệu, chư vị giáo thọ sư, quý thầy cô giáo, quý Phật tử trong Ban Bảo trợ nhà trường và các Tăng Ni sinh cao đẳng Phật học khóa 5 và 6 Trung cấp Phật học khóa 9. Mở đầu hội nghị, Đại Đức Thích Huệ Phát, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang đã phát biểu khai mạc. Tiếp đến, Đại Đức Thích Nguyên Hiển, Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo trong năm 2023. Theo đó, năm qua, Trường Trung cấp Phật học Tiền Giang đã tổ chức tốt nghiệp Trung cấp Phật học khóa 8, cấp chứng nhận sơ cấp khóa 7, tổng khai giảng Trung cấp khóa 9 và hai khóa cao đẳng 5 và 6, tổ chức thi tuyển cao đẳng liên thông khóa 4. Ban Giáo dục cử thành viên tham dự tọa đàm về giáo dục hệ Trung cấp Phật học, thực trạng và giải pháp tại Trường Trung cấp Phật học Bình Định. Tiếp đoàn thanh tra Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đến thăm và làm việc. Về công tác ngoại giao, trường đã tiếp đoàn trường học Mahachulalongkorn Ratchaviraya, Thái Lan và đoàn đại diện lãnh đạo Học viện Viên Quang Đài Loan đến giao lưu chuyên ngành giáo dục Phật giáo, đồng thời cũng tổ chức nhiều cuộc họp mặt tọa đàm chuyên đề khác. Tại hội nghị, ban tổ chức đã tiếp thu nhiều ý kiến từ Chư Tôn Đức Ban Dẫn huấn của trường góp ý cho phương hướng hoạt động năm 2024. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng có bằng công đức gửi tặng cho một tập thể và 9 cá nhân trong ban giám hiệu nhà trường. Nhân dịp Tết đến xuân về, đại diện tăng ni sinh đang theo học tại trường kính dâng lên lời tri ân công đức đến với Chư Tôn Đức trong ban giám hiệu, ban dẫn huấn, ban giám thị, quý Phật tử trong ban bảo trợ đã dìu dắt nâng đỡ tạo mọi thuận duyên từ vật chất đến tinh thần để cho các em vững bước trên con đường tu học Phật pháp, tìm về bảo sở Như Lai. Ban đạo từ Thượng tọa Thích Quảng Lộc ghi nhận những đóng góp của Chư Tôn Đức trong ban giáo dục, ban giám hiệu, chư vị giáo thọ sư và sự hỗ trợ nhiệt thành không mệt mỏi của Chư Tôn Đức, quý Phật tử trong ban bảo trợ nhà trường. Đối với các tăng ni sinh, Thượng tọa đã có những lời sách tấn thâm tình, khuyên các em phải cố gắng tinh tấn học tập và tu hơn nữa, hãy chấp hành nội quy, giữ gìn đạo hạnh, tinh chuyên giới luật, hành trì lễ bái, học tập thật tốt, từ đó tạo được nguồn suối trong lành, nguồn sữa pháp nuôi dưỡng thân tâm, hầu làm bạn mạch kế thừa hoàng dương Phật pháp sau này.